Hiện giờ mình đang đứng là cái điểm trên cùng của Đan Mạch. Hai các bạn, thì hôm nay là lễ Phục Sinh ở Đan Mạch và cũng có là tất cả các nơi trong châu Âu nghỉ lễ. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi lên miền Bắc Đan Mạch. Cái thành phố này nó gọi là Skagen. Thì cái chỗ này rất là đặc biệt, là một trong những cái địa điểm rất là unique ở Đan Mạch, nơi mà các bạn sẽ thấy hai biển giáp lại với nhau là biển Baltic Sea và North Sea. Thì đây là cái đằng sau lưng mình á, là cái điểm trên cùng của Đan Mạch rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi coi một ít cái hình ảnh xung quanh và mình sẽ cho các bạn coi cái điểm mà nơi hai biển nó giao nhau nha các bạn. Ok, giờ mình đi. Thì vừa rồi có mấy cái cô này đến đây để quảng cáo cho Red Bull, thì mình sẽ lấy một lon tại vì nó là miễn phí nha các bạn. Các bạn thấy người ta đang làm Red Bull. Giờ tới cái Red Bull mình thì như các bạn thấy ở xe ở đây rất là đông, tại vì ai cũng muốn đến đây coi cái điểm này hết. Đây là lần đầu tiên mình đến cái khu này luôn các bạn. Từ lúc qua Đan Mạch đến giờ thì mình cái điểm mà xa nhất là mình đến là thành phố Aalborg và Hirtshals. Còn cái điểm trên cùng ở đây thì mình chưa bao giờ đến. Ở đây thực sự nó đã ra ngoài Skagen rồi các bạn. Ở đây nó gọi là Grenen. Đằng xa kia là các bạn thấy là một ngọn hải đăng, và mình thấy ở đằng xa có rất nhiều tàu bè. Điểm mà mình muốn dẫn các bạn đi thì nó nằm tuốt ở bên kia. Mình thấy đứng từ xa mình thấy có mấy người họ đã đi qua bên đó rồi. Thì có lẽ là chút xíu nữa mình sẽ đi qua bên đó. Cảnh ở xung quanh ở bên đây rất là đẹp các bạn. Tí nữa mình sẽ đi ra cái lô cốt ngoài kia. Bây giờ mình sẽ đi qua bên này trước.
đi đến đây thì cát rất là nhiều các bạn. Người nào mà mang lên đây thì nhớ đừng có mang mấy đôi ủng nha, sẽ đi rất là khó. Mình phải mang những cái đôi giày nào thật là nhẹ, hoặc là mang chân không cũng được, cởi hút này mang chân không cũng được, tại vì cát không à, cát lúng đó. Sẽ đi bộ theo hướng này xuống, bởi vì ở dưới kia là bờ biển này thì cát nó sẽ không lún nữa. Mình đi xuống đường này hay là mình đi thẳng qua ngõ kia để mình xuống hả? Mình đi xuống cho đường này cũng được hả? Should we walk this way or a little bit further so we can go down to the Yeah, we can go along the coast. Yeah. Bạn nhớ nha, bạn nào lên đây chơi á vào mùa này á, đừng có mang mấy đôi giày ủng nha, sẽ rất là khó đi. Hôm nay thì trời rất đẹp các bạn, nhưng mà ở trên này gió rất là nhiều cho nên nó làm cho mình lạnh. Cái chỗ này nè các bạn, cái mũi ngoài kia mà chỗ mà cái điểm mà ngoài cùng nơi mà hai cái biển nó giao nhau các bạn, rất đặc biệt các bạn. Mình không biết tí nữa có thấy được không. Các bạn biết không, biển Baltic và biển North Sea nó có hai màu khác nhau, và đặc biệt là cái nước, hai nước biển của hai cái biển này nó không có trộn vào nhau được. Đó là do cái mình không biết có phải độ mặn của nước hay là do cái một cái đặc tính nào của nước, cái density của nước á, nó khác nhau cho nên nó không có trộn với nhau được. Cho nên là biển bên nào thì sẽ có một màu bên đó, mặc dù nó là nước và nó giao nhau.
Còn cái đằng kia kìa, tí mình đến cho các bạn coi. Ai mà đứng đầu mé bên kia là biển North Sea, hay là biển Bắc á. Ở trên này rất là đẹp các bạn. Có cát trắng, biển sóng nhẹ nhẹ và bãi biển rất là rộng. Và đặc biệt là ở đây không có xe các bạn, người ta không có được xuống đây, người ta phải đậu xe cách một cây số để mà đi bộ ở trong này. Và ở trên đây bãi biển này rất là sạch nha các bạn, sạch lắm. Người nào thích đi dưới biển thì dọc bờ biển thì đi, còn người nào không thích đi dọc bờ biển thì các bạn có thể đi theo cái đường của những cái đồi nhỏ nhỏ trên đó, sẽ đi hết xuống dưới kia đó. Các bạn thấy ai cũng hướng về cái phía đằng trước hết, tại vì khi mà đến đây rồi á thì ai cũng muốn một lần để đặt chân đến cái điểm đó các bạn. Bạn nào mà qua Đan Mạch chơi á thì nhớ lên đây nha. Nhưng mà thường thường lên đây thì vào đừng có đi mùa đông, tại vì mùa đông thì có nhìn xung quanh rất là buồn và không có nắng nhiều. Nên đi vào mùa hè thì các bạn sẽ thấy được cái vẻ đẹp của nó. Đây thì họ có một cái gần đến cái địa điểm này, cái mũi này thì họ có một cái bãi giống như là cỏ mây ở Việt Nam mình đó các bạn. Các bạn nhìn đẹp lắm. Nhìn thì gần nhưng mà đi ra cái điểm này xa lắm các bạn. Đi hoài nãy giờ chưa thấy tới. Đi lên đây các bạn nhớ mang theo máy chụp hình nha, máy chụp hình, máy quay phim nha, đẹp lắm. Và đặc biệt các bạn biết không, khu gần cái mũi này nè cát trắng lắm các bạn. Bây giờ thì mình đã gần đến cái mũi đó rồi các bạn. Nãy giờ đi hoài mà chưa tới. Thì các bạn thấy không, ở bên trên tuốt trên này á, thì nó có một cái bãi biển, một bãi cát trắng rộng thì là rộng. Mình không còn thấy giống như là cỏ các bạn, cỏ mây á, hết rồi. Nhưng mà ở dưới này thì là cát trắng
một bãi cát trắng và mọi người tập trung ở đây rất là đông. Mình đang tò mò là không biết là mình đi tuốt lên trên đó mình sẽ thấy được hai màu nước khác nhau không? Tại vì khi mà nhìn trên hình các bạn chụp thì sẽ thấy rất là rõ, tại vì người ta chụp từ trên cao chụp xuống. Còn khi mà mình đứng trên bờ biển thì không biết cái tầm nhìn của mình có thể thấy được không. Và khi đến cái khu này á, cái chỗ này nè, sắp tới rồi các bạn. Các bạn sẽ thấy sóng biển ở bên bờ biển Bắc nó sẽ đổ sang bờ biển Baltic. Rất là unique các bạn. Mình nghĩ đây là một trong những cái địa điểm unique trên toàn thế giới luôn, khi mà mình thấy được hai luồng nước của hai biển giao nhau. Ở bên này nè các bạn là biển ở bên này là biển North Sea. Còn ở bên này là biển Baltic. Rất là interesting. Thấy nước biển từ bên North Sea đang đổ qua biển Baltic bên này. Đi qua đây các bạn biết không, ai cũng sợ ướt giày hết. Bây giờ mình nghĩ mình phải bỏ giày mình ra rồi, bởi vì chỗ này có nhiều, rất là nhiều vũng nước. Đi qua đại luôn em ha. Hiện giờ mình đang đứng là cái điểm trên cùng của Đan Mạch. Hồi nãy mình có nói với các bạn là không biết ở trên này mình có thấy được cái hai cái màu nước biển khác nhau không, thì thực sự là nó rất là khác nhau các bạn. Ở bên này là biển North Sea, còn bên này là biển Baltic Sea. Thì bởi vì cái density của hai nước biển nó rất là khác nhau, cho nên nó không có hòa liền với nhau được.
mình thấy ở bên North Sea thì nó rất là xanh. Còn bên Baltic Sea thì nước nó có vẻ lạc hơn và màu trong hơn. Các bạn thấy sóng ở bên North Sea đang đánh qua bên Baltic Sea không? Và bên Baltic Sea cũng có sóng đánh qua bên kia nữa, rất là đẹp. Đến đây rồi các bạn cũng muốn chụp hình đứng ở giữa nơi mà biển Baltic và biển North Sea. Và cũng có rất nhiều người đứng sau lưng mình ở phía xa xa đang rất là ngập ngừng, bởi vì khi mà nước lên đó các bạn, thì nước của bên biển North Sea nè, nó sẽ đổ sang, gió sẽ đổ sang bên Baltic Sea. Thì có nhiều người họ mang giày, họ không sợ ướt đó, họ sợ ướt á thì họ lại không muốn đi đến đây. Nhưng mà mình nghĩ là đã đi đến đây rồi thì các bạn nên lội ra đây, bởi vì đây là một cái địa điểm rất là hay. Còn bạn nào mà sau khi đậu xe ở ngoài bãi đậu xe rồi á, các bạn ngại đi bộ một cái số, thì các bạn có thể đi theo có những cái dịch vụ giống như là cái nhìn từ xa, không biết các bạn có thấy không, có một cái máy cày kéo theo một cái ta xe giống như là cái xe bus gì đó, thì người ta sẽ chở các bạn đi tham quan cái khu trong này và các bạn không phải đi bộ, nó chở các bạn thẳng vô tới bãi biển trong này luôn. Bây giờ mình để ra camera xuống đây cho các bạn coi nha. Nãy giờ chỉ nhiều rồi, bây giờ để coi, để sát đất luôn cho các bạn thấy được bờ biển, hai bờ biển nó giao nhau.